Nào, các thính giả hải ngoại khắp nơi yêu thương, thì Mạnh Quỳnh không thể nào không cố gắng được cho dù rất là mệt. Quý vị biết có những lúc Mạnh Quỳnh đến để bay 30 tiếng đồng hồ đến lúc vừa đến nơi 12 giờ đi ăn vội và về khách sạn, tắm rửa là đến chỗ diễn ngay. Rất là mệt nhưng mà Mạnh Quỳnh hát rất là hay, rất là phong độ, khán giả rất là thích. Tại sao quý vị? Phi Nhung bên cạnh Mạnh Quỳnh. Cho nên đã là đủ chưa, nói nhiều quá. Thực ra nghĩ như này này, thưa quý vị, ngày xưa thì các con là có mẹ Phi Nhung, thì ngày hôm nay là anh Mạnh Quỳnh còn phải hát nhiều hơn nữa, bởi vì các con còn có ba Mạnh Quỳnh đó. Ba nuôi thì là Mạnh Quỳnh không có làm được, tại vì thật ra thì cái trách nhiệm làm ba nó lớn lao quá. Phi Nhung làm mẹ, Phi Nhung đã làm tròn trách nhiệm với những người con.